Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác. Video hôm nay muốn đề giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua của cơ sở Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên mà video hôm nay em muốn giới thiệu, đem có một đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Thông số kích thước của bức tranh chiều cao là 117 cm, chiều ngang 27 cm. Để một đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt, hàng được khảm ốc xà cừ với chân ốc 7 màu. Được khảm mạ những con cá chấp vàng, dưới là những cây sen, những bông hoa sen đều được khảm là thủ công. Bên trên khảm cảnh nha các bác, và bên dưới ạ, một tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt đều được khảm ốc xà cừ, chất gỗ nem bao đẹp vạn lành nặn niền nè. Em báo giá đôi tranh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt này có giá là 6 triệu, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là sang bên đây, em có một tấm tranh được khảm một đôi phu thê viên mãn hay còn gọi là một đôi uyên ương, có chất liệu nào vũ vụ hay còn gọi là vụ mật. Em đo kích thước tấm tranh có chiều ngang 60 cm, chiều cao 40 cm. Đây là phần chính giữa, được khảm một đôi phu thê viên mãn, còn gọi một đôi uyên ương, hàng được khảm ốc với chất ốc 7 màu. Cắt tỉa rất là sắc nét. Đây là những góc họa, những đường nét họa tiết hoa văn. Và phần khung là được khảm những đường dây neo liên chi với kích thước vừa và nhỏ ạ, chiều ngang 60 cm. Giao lưu em sẽ làm bóng cẩn thận ạ. Em báo giá tấm tranh được khảm một đôi phu thê viên mãn này có giá là 2 triệu 800, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là lên bên trên đây, em có một siêu phẩm ạ, một chiếc hộp chè chất liệu là gỗ chắc. Em đo thông số kích thước chiều cao sẽ là 25 cm và đường kính mặt là 14 cm. Một chiếc hộp chè được khảm tích ạ, trúc lâm thất hiền, chất liệu là gỗ chắc và được khảm ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh, cắt tỉa là siêu kỹ ạ. Các xem ạ, khảm tích nha các bác, trúc lâm thất hiền, những đường nét cắt tỉa tơ tóc khó hồn, gỗ là nguyên một khối chất gỗ đỏ đen. Rất là đẹp luôn ạ, chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Đây là phần bên trên nắp ạ, những họa tiết hoa văn đều được khảm ạ, gỗ đang nguyên khối ạ, chất gỗ đỏ đen. Và đây là bên trên nắp, chất ốc thì không chê vào đâu được ạ, cắt tỉa tơ tóc từng chi tiết nhỏ. Đây bên trong ạ, gỗ là nguyên khối nha các bác, gỗ là nguyên khối, rất đáng để các bác ạ sưu tầm, các bác chơi trưng bày và sử dụng ạ. Mấy em báo giá chiếc hộp chè gỗ chắc được khảm tích trúc lâm thất hiền này có giá là 10 triệu, em báo miễn phí ship. Và bên trên đây em có một chiếc gạt tàn đục chạm chim hoa, chất liệu là gỗ chắc. Chiếc gạt tàn này lũa tự nhiên ạ, em đo thông số kích thước chiều ngang khoảng 35 cm, chiều sâu 15 cm. Một chiếc gạt tàn đục chạm chim hoa, đây là lũa tự nhiên. Bác được gạt tàn ở bên trong ạ, để trên bàn uống nước ạ, hay bàn làm việc ạ, đều bác chơi và sử dụng. Chất gỗ đỏ đen, giao lưu vẽ sẽ vào xin sáp lại sạch sẽ. Mấy em báo giá chiếc gạt tàn gỗ chắc này có giá chỉ 1 triệu 500, em báo miễn phí ship. Và tiếp đến em có một chú heo tài lộc, chất liệu gỗ chắc, đây cũng là lũa tự nhiên nguyên khối. Và thông số kích thước
Em đo chiều ngang vào khoảng khoảng 22 cm, sâu 10 cm, cao 13 cm. Một chú heo tài lộc, chất liệu gỗ chắc, gỗ tự nhiên nguyên khối, vần gỗ rất là đẹp ạ, chất gỗ đỏ đen, thì dưới đã rất nhiều những đồng tiền. Để em quay ra mặt sau ạ. Một chú heo tài lộc. Em báo giá giá là 1.500.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là một chiếc khay nam, chiếc khay nam chất liệu là gỗ chắc. Em đo thông số kích thước. Chiều ngang là 38 cm, chiều sâu 24 cm. Một chiếc khay nan gỗ chắc, bên trong lòng khay được thảm cảnh chim hoa với những phần trắng hồng ạ, là ngà, phần thân gỗ xưa kết hợp là ốc xà cừ. Đây là những nguyên liệu quý hiếm, hay được cắt tỉa tơ tóc, phối màu rất là có hồn. Đây bên ngoài là những đường nét ạ, họa tiết hoa văn, và trên phần thành chiếc khay ạ đều được bọc đồng chất gỗ liền nạc với vân gỗ ạ, chất gỗ đỏ đen. Hàng em bao đẹp từ trong ra ngoài. Và chiếc khay nan gỗ chắc này có giá là 3.200.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là xuống dưới bên đây ạ, em có một bức tượng một ông cụ Di Nà đang đứng dưới gốc cây tùng, chất liệu là gỗ chắc. Phần đế thì cũng phải là gỗ chắc. Đầu tiên em đo kích thước của tượng. Chiều cao của tượng là 58 cm, từ chân đế mà lên đến đỉnh ạ là 65 cm. Chiều ngang của tượng khoảng 20 cm. Và chiều sâu em đo khoảng 13 cm nha các bác. Một bức tượng ạ, một ông cụ Di Nà đang đứng dưới gốc cây tùng. Đây là những tán tùng. Phần lũa tự nhiên nha các bác, được chạm rất là sắc nét. Để gương mặt cụ cười rất là tươi ạ. Một tay cầm những thỏi vàng. Và phía dưới chân cụ là rất nhiều những đồng tiền. Đây là lũa tự nhiên ạ, em quay ra mặt sau ạ. Chất gỗ đỏ đen. Em cũng đã đo kích thước để các bác có thể ướm ạ, để cái bức tượng này phù hợp với không gian. Thế em báo giá bức tượng ông cụ Di Nà gỗ chắc này có giá là 6.200.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là đi xuống dưới bên đây ạ, em có một bộ ghế móc mỏ. Bộ ghế móc mỏ này có chất liệu là gỗ vụ, hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Bộ gồm tổng là có 6 món, gồm có một chiếc ghế dài, hai chiếc ghế nhỏ, hai đôn và một bàn. Đầu tiên em sẽ đo kích thước của bàn. Bàn dài là 130 cm, chiều ngang là 60 cm, bàn cao là 71 cm. Em đến gần và quay chi tiết một bộ ghế móc mỏ gồm 6 món. Đây là phần liễu bàn được khảm những đường dây neo liên chi. Phần chân em đo là 8 cm, phần chân vanh cong ạ. Đây là với phần liễu đều được có khảm những đường dây neo liên chi cả tứ diện bốn mặt. Đây là mặt bàn, bên trong lòng bàn một viên đá tự nhiên vân núi ạ. Đá nguyên khối, ở bên ngoài này được khảm những đường dây neo. Dưới bàn có một sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Tiếp đến là chiếc ghế dài ạ, em cũng đo thông số kích thước. Chiều ngang của ghế là 187 cm, ghế sâu 52 cm, chiều cao lên đến chỗ ngồi vào khoảng 48 cm nha các bác. Đây là phần tựa chính giữa, gồm là những ô đá đều là những viên đá tự nhiên vân núi đá tròn. Còn tất cả những móc mỏ đều được vo là làm là thủ công,
Trên tất cả phần thành đều được thả những đường dây neo liên chi. Đây là phần tay nha các bác, phần tay cũng vanh cong ạ và đều được thảm ốc. Và tất cả nòng ván ghế là ván liền, bên trên mặt là cũng được thảm những đường dây neo với trận ốc sa cừ ạ, ốc bảy màu. Chiếc ghế là được thảm tứ diện, em quay sang hai bên hông. Hai bên hông được khảm là như nhau ạ. Và phần chân em đo là 8 cm. Tất cả chân bàn và chân ghế đều dày là 8 cm. Chiếc ghế hàng khảm là tứ diện 4 mặt. Đây là mặt sau. Em quay được, các bác có thể xem được kỹ hơn. Mặt sau nha các bác. Mặt sau ốp gỗ ạ. Và được khảm những đường chuyện. Còn tất cả trên phần thành là được khảm những đường dây neo liên chi. Đây, mặt sau ốp gỗ ạ. Và được cơ sở bảo đại ạ. Những góc ạ là những bọc vít đồng. Và tiếp đến ở đây là có một chiếc đôn kẹp ạ, các bác có thể là kẹp vào hai ghế nhỏ và có thể là kẹp ở kê ở đầu bàn. Chiều ngang là 4-5 cm, sâu là 3-5 cm, đôn cao 6-5 cm. Đây là chiếc đôn kẹp ạ, các bác có thể kê vào kẹp ghế và hai kê vào kẹp bàn, thẳng tứ diện, bốn mặt là như nhau. Đây là dưới chiếc đôn và bàn này, có sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Đây trên mặt đôn ạ, bên trong cũng là những viên đá tự nhiên, bên ngoài là thảm ốc. Và hai chiếc ghế nhỏ kích thước là như nhau, em cũng đo đại diện một cái. Chiều ngang của ghế 62 cm, ghế sâu là 53 cm. Em đo tổng chiều cao của ghế là 117 cm. Ở bên trên ạ, bộ ghế móc màu ạ, tất cả những móc ạ, 10 móc như 10, hoàn thiện rất là đẹp. Tất cả phần trên mặt, trên mặt đều được khảm những đường oval và những đường dây neo liên chi, những viên đá tròn ạ, đá vân núi. Đây là phần tay nha các bác, trên tay ạ đều được khảm những đường dây neo. Tất cả nòng ván ghế là ván liền hết. Đây ạ, trên bệ là được khảm. Phần bệ và chân ạ khảm tứ diện bốn mặt là như nhau, phần chân vanh cong. Tất cả chân bàn và ghế đều dày là 8 cm. Trên ghế cũng được khảm là tứ diện bốn mặt. Đây là mặt sau của ghế ạ, mặt sau ốp gỗ. Rất là tỉ mỉ từng chi tiết. Bọc vít đồng ạ. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Em cũng đo kích thước. Đường kính mặt là vuông 3-5 cm. Chiều cao là 4-5 cm. Đây là chiếc đôn ngồi, thảm tứ diện, bốn mặt. Đôn rất là nặng. Bốn mặt thảm là như nhau. Và đây là trên mặt đôn ạ. Bên trong ạ đều những viên đá. Quay chi tiết đây về những chiếc ghế còn lại để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Một bộ ghế móc mỏ được khảm ốc sa cừ gồm có 6 món với một chiếc ghế dài, hai chiếc ghế nhỏ và đôn ạ, các bác có thể kê và di chuyển cũng rất là tiện nghi. Với bộ ghế thì trên mặt bàn là cơ sở cũng đã cắt cho các bác một miếng kính để ở trên bàn để có thể là ngồi sử dụng vệ sinh được tiện nghi và sạch sẽ. Em báo giá bộ ghế bóc mỏ 6 món hàng được khảm ốc sa cừ này có giá là 45 triệu, em bao miễn phí ship. Và sản phẩm cuối cùng mà video clip hôm nay em muốn giới thiệu như xuống dưới bên đây ạ. Em có một siêu phẩm, một chiếc tủ chè. Chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số kích thước. Cái tủ chè này có tổng chiều ngang 180 cm, chiều cao 71 cm và sâu là 46 cm. Em đến gần và quay chi tiết. Một chiếc tủ chè được thảm cảnh chim hoa, một siêu phẩm VIP bên cơ sở. Đầu tiên là phần đuôi cánh ạ. Phần đuôi cánh được thảm chim hoa với chất ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh, cắt tỉa là siêu kỹ. Hàng được cắt tỉa và sen nọng ạ.
cái con chê vào đâu nhỉ các bác? Một chiếc tủ chè đều được thảm và đục chạm chim hoa. Đây này, em quay lên phần nèo, nhà đục chạm chim hoa để có xem ạ, những đường nét đục chạm sắc nét đục chạm kinh bông ạ, hàng thủ công hết, rất là kinh bông. Em quay sang phần đôi cánh thứ hai và có thể là chiêm ngưỡng được kỹ hơn với chiếc tủ chè thảm chim hoa này, cũng là một siêu phẩm VIP bên cơ sở. Hàng được hàm ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh, cắt tỉa rất là tơ tóc. Đây, các bác xem từng chi tiết nhỏ, những ngọn bông hoa đều cắt tỉa và xe nọng. Khi các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở. Phần chân cong nha các bác, đây là phần bệ cũng được thảm ốc ạ và đục chạm. Đây là đục chạm ạ, những cành hồng, những bông hoa hồng. Và đây là phần chính giữa nha các bác. Phải chất gỗ này bao đẹp luôn ạ, lành lặn liền nè. Và đây là phần chính giữa của chiếc tủ chè với phần hai cánh mở ạ, thì các bác có thể là mở ra. Và đây là bên trong chính giữa, bên trên có một giá cốc được đục chạm những cành hoa mai. Đây là phía dưới để các bác có thể là trưng bày đồ sứ đồ tượng, có thể trưng bày đồ cổ hay là trưng bày rượu. Khi giao lưu em cũng sẽ kiểm tra cẩn thận và làm bóng lại sạch sẽ trước khi giao đến tận nơi. Em báo giá với siêu phẩm chiếc tủ chè được thảm ốc Singapore này có giá là 58 triệu, em bao miễn phí ship. Có xem video thì hay thì đẹp có thể cho cơ sở một like, một đăng ký kênh. Em có thêm được phát triển kênh là nhiều những video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.